Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong đó mình sẽ nói về các phương pháp sống, học tập và làm việc hiệu quả, thi thoảng là về sách, về học bổng chính phủ, về tài chính và những chủ đề tương tự như vậy. Đây là video Monthly Favorites của tháng 6. Và trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 thứ. Thứ nhất đó là một podcast, thứ hai là một quyển sách và thứ ba là một ứng dụng mà mình đã dùng rất là nhiều trong tháng 6 vừa rồi. Bắt đầu nhá. Xin chào, các bạn đang nghe Only Normal Podcast. Nôm na tiếng Việt là bình thường một cái bất thường. Ok, đối với podcast thì mình muốn giới thiệu đến cho các bạn một kênh tên là Oddly Normal. Chắc là cũng nhiều bạn biết đến kênh podcast này rồi đấy. Đối với mình thì mình vừa mới biết là từ tháng 3 năm nay, tầm 3 tháng thôi. Và đối với mình thì đây là kênh podcast đứng số 1 bây giờ về mặt đào sâu vào vấn đề. Mỗi một tập podcast thì kéo dài tầm 1 tiếng, trung bình tầm 1 tiếng, tiếng rưỡi nào đó. Gần đây thì càng những kênh, càng những tập về sau thì các bạn ấy càng cho ra những tập podcast dài hơn. Và đối với mình thì đây là một kênh podcast rất là hay, càng dài thì mình càng nghe nhiều hơn thôi. Thêm nữa là mình rất là thích giọng của bạn host. Bạn ấy có một cách truyền đạt giọng rất là hay. Và kể cả những bạn khách mời nữa. Có một điểm chung của tất cả các bạn khách mời của kênh này, đó là các bạn ấy rất là giỏi, nhưng mà các bạn ấy đều có một cái thái độ, đó là rất là humble. Nghĩa là sao? Nghĩa là rất là khiêm tốn khi mà các bạn ấy đưa ra luận điểm, đưa ra các ý kiến. Nên là khiến cho người nghe cảm thấy rất là hay và thú vị. Và cảm giác như kiểu là họ cũng cùng học hỏi với cả host, với cả khách mời vậy. Để mà nói về mặt tốt của kênh podcast này chắc nói mãi không hết được đâu. Nên là sau đây mình sẽ đưa đến cho các bạn ba mặt chưa tốt của kênh podcast này. Bởi vì khi mà mình giới thiệu một thứ đến cho các bạn thì mình luôn muốn cho các bạn biết hai mặt của một vấn đề. Nó chưa tốt đâu, nó tốt ở đâu, để các bạn có thể nhìn được mọi thứ một cách sâu sắc và toàn diện nhất, đúng không? Thì đối với Oddly Normal thì mình thấy có 3 điểm. Thứ nhất, đó là kênh này được xây dựng trên một cái nền tảng, đó là các bên tranh luận với nhau và cùng biện luận đưa đến một cái giải pháp cho một vấn đề gì đó. Hoặc có thể không cần giải pháp nữa, nhưng các bạn cứ đào sâu dần vào vấn đề đó. Một cái thứ rất rất là hay, rất là hiếm có bây giờ. Tuy nhiên là bởi vì maybe là các bạn lên script quá kỹ, các bạn lên script rất là nhiều, nên là cái cuộc tranh luận giữa hai bên nó không còn cảm giác như là một cuộc tranh luận đối với mình nữa. Mà nó giống như kiểu là hai người đã được nghiên cứu rất sâu về một vấn đề, nói chuyện với nhau và nói đúng theo những kịch bản đó thôi. Điều này nó giảm đi cái sự hấp dẫn của cái kênh podcast này đối với mình khi mình nghe. Nó giống như kiểu là hai nhà khoa học đang nói chuyện với nhau vậy. Và điều này nó khiến cho cái người nghe cảm thấy rất là hững và mất tự nhiên khi mà họ nghe cái kênh podcast này. Có thể là mình nó hơi bị khó tính ở đây một chút, nhưng mà khi mà mình tìm đến một cái kênh podcast, mình tìm đến một cái kênh YouTube, ngoài cái việc là cái người đang truyền tải thông tin đó, họ đang deliver cái message, họ đang deliver một cái value gì đấy cho người xem, thì họ cũng phải có một cái sự tự nhiên nhất định khi mà họ nói một cái vấn đề. Thì mình thấy đối với Oddly Normal thì đang có một cái gì đấy hơi bị cứng nhắc, bởi vì là các bạn lên script quá kỹ. Cái điểm thứ hai đó là các bạn cắt ghép hơi nhiều. Mình biết là khi mà các bạn chọn những cái chủ đề nó rất là sâu, đó là một điều rất rất là hay nhá, mình rất là vỗ tay vì điều đó. Nhưng bởi vì cái chủ đề nó sâu quá nên là có thể là host hay là có thể là khách mời ấy, nhiều lúc là họ bị quên, hay là họ bị nói nhiều, nói lắp, hay là họ bị nói quá nhiều, quá dài cho một vấn đề, hay nói quá ngắn cho một vấn đề đi chẳng hạn, thì các bạn phải cắt ghép nhiều. Nhưng mà đối với Oddly Normal thì mình thấy cái sự cắt ghép này nó quá nhiều, nó quá là nhiều. Mình nhìn thấy cái sự cắt ghép nhiều trong những podcast khác, nhưng đối với Oddly Normal thì nó nhiều quá. Và thứ hai nữa là cái chất lượng âm thanh của các bạn có thể nó còn mới, kênh này còn mới nên các bạn chưa đầu tư được vào mic hay mix xịn hay là những cái phần mềm để cắt ghép, nên là cái việc cắt ghép nó lại càng lộ liễu hơn khi mà âm thanh họ chưa có được xịn như là những cái podcast xịn khác. Cái điểm thứ ba là các bạn sử dụng tiếng Anh quá nhiều. Các bạn nếu mà có biết đến Tim Ferriss Show ấy, hay là Tim Ferriss Podcast, thì các bạn có thể nghe podcast của Tim ấy, sẽ thấy là hai người nước ngoài nói chuyện với nhau, nhưng mà họ vẫn có một cái sự để ý đối với người nghe. Khi bắt đầu họ nói với một cái cụm từ, một cái terminology nào mới và nó rất là lạ đối với người nghe, thì họ sẵn sàng đánh vần cái cụm từ đó ra, giải thích ý nghĩa của nó. Có thể cụm từ đấy không được sử dụng lại sau cái podcast này nữa, trong những đoạn sau nữa, nhưng họ vẫn sẵn sàng đánh vần tất cả những cụm từ nào nghe lạ. Nhưng đối với Oddly Normal thì các bạn thường nhá, hay sử dụng rất nhiều những cụm từ tiếng Anh, nhưng các bạn cũng không đánh vần, cũng không giải thích ý nghĩa của nó. Điều này khiến cho cái người nghe, người ta thực sự không hiểu các bạn nói cái gì. Và đây là một điều mình thấy là khá là kỵ khi mà làm nội dung. Vì như là mình ý, thì mình có làm YouTube ý, bất cứ mình nói cái từ tiếng Anh nào mà thấy lạ một chút là bắt đầu là mình sẽ để cái giải thích ý nghĩa ở dưới. Gần đây thì bắt đầu mình để ít giải thích ý nghĩa tiếng Anh ở dưới hơn, bởi vì mình đã để cái giải thích ý nghĩa nó quá nhiều ở mấy chục cái video trước của mình rồi, nên dần dần mình sẽ để ít những cụm từ tiếng Anh lạ đi. Như những cụm từ tiếng Anh mới mình vẫn sẽ để ở xung quanh đó, quanh đây đấy, để cho các bạn có thể biết là mình đang nói cái từ gì.
Đấy, thì đối với Oddly Normal thì đấy là ba cái điểm yếu mình muốn nói. Nếu các bạn có nghe cái tập podcast gần nhất của Oddly Normal là tập lỗ run 4 chiều ấy, thì các bạn có thể thấy là cả ba cái điểm mình vừa mới nói ra nó đều xuất hiện hết ở cái tập này, nó hội tụ đủ luôn ba cái điểm yếu đó. Các bạn nói tiếng Anh quá nhiều và thực sự mình không thể hiểu nổi các bạn nói cái gì nữa luôn. Và nhiều lúc bắt đầu mình bắt đầu bị hẫng bởi vì các bạn cắt ghép và cái cuộc nói chuyện nó không được tự nhiên. Nó giống như hai nhà khoa học về vật lý là lượng tử là nói chuyện với nhau vậy. À, một cái điểm khác nữa đó là mình rất là đánh giá cao cách các bạn đặt tên của những podcast các bạn nghe rất là hay. Thế nhưng mà cái tập gần nhất ý, nó cũng có một cái điểm mình cũng cảm thấy hơi hẫng, đó là cách các bạn sử dụng quá nhiều những từ ngữ khó hiểu. Thì thường là nếu mà chúng ta đặt tên cho những cái kênh, cho những cái tập podcast, cho những cái video ý, thì chúng ta luôn muốn nó là một cái tạo một cái sự gì đó để khiến cho người nghe, người ta muốn ấn vào, người ta nghe thử hay người ta xem video đó, đúng không? Nhưng cái tập gần nhất nó khiến cho thực sự là nó đi quá một chút và khiến cho mình cảm thấy như kiểu thực sự mình không biết là các bạn đang làm cái gì, đang muốn nói về cái gì nữa luôn. Mình biết là có thể là mình đang hơi bị gọi là overcritical cho cái kênh podcast này, nhưng bởi vì thực sự mình quá là thích kênh podcast này. Mình thấy nó rất là hay luôn và nó mang lại được quá nhiều những kiến thức cho người nghe. Tuy nhiên là khi mà mình search cái kênh Oddly Normal này trên mạng ấy, thì mình thấy là hầu hết bạn ấy chỉ nhận được lời khen thôi. Mà khi mà chúng ta nhìn vấn đề thì chúng ta phải nhìn cả hai mặt của nó, đúng không? Nên là mình đã đưa cả hai mặt của nó ra đây. Mình nghĩ nếu mà bạn nghe thử Oddly Normal thì chắc chắn là bạn sẽ thích đấy. Nhưng mà mình khuyên là các bạn nên nghe từ trước về sau, chứ đừng nghe cái tập mới nhất trước nhá. Chưa rồi các bạn ạ, mình đang quay video thì mây đen là kéo đến tối om om, không biết các bạn có thể nhìn thấy mặt mình nữa không? Hy vọng là mình có thể xong cái video này trước khi là mưa nó đến. Thứ hai, nó là một quyển sách, The Intelligent Investor. Mình hiện tại đã đọc đến trang thứ bao nhiêu đây? 347 của cuốn sách này rồi. Cuốn sách này có hơn 600 trang, cũng hơn 50% rồi. Nhưng mình vẫn có thể khẳng định được đây là cuốn sách hay nhất về đầu tư tài chính. Nếu các bạn muốn đầu tư chứng khoán, cổ phiếu, hãy đọc cuốn sách này. Nếu mà các bạn đưa cho mình thang điểm 5 sao ấy, thì mình sẽ đánh giá cuốn sách này tận 10 sao cả. Bởi vì thực sự nó rất là hay các bạn ạ. Cái cách viết cuốn sách này nó rất là châm biếm, nó rất là thú vị, rất là khoa học. Đấy, và cái cách trình bày của nó cũng khoa học nữa luôn. Có trước có sau. Đôi khi là cái giọng văn của Benjamin ấy, nó hơi bị cảm xúc thái quá, nhưng mà điều đó nó sẽ khiến cho người đọc sẽ thấy hay hơn là người ta đọc một cái như kiểu một cái bài báo hay là một quyển sách thuần về tài chính, đúng không? Thứ ba nữa là cái cách các cái ví dụ của cuốn sách này được đưa vào trong nó rất là rõ ràng. Mỗi một cái luận điểm về tài chính hay về đầu tư mà ông đưa ra thì ông đều có rất nhiều số liệu để chứng minh cho nó, và kể cả số liệu nữa thì ông cũng luôn lật ngang lật dọc cái số liệu đó. Trong khoảng thời gian này thì tại sao công ty này nó lại làm ăn phát đạt, và trong khoảng thời gian lại không, hay là trong cùng một khoảng thời gian ấy thì bốn công ty tại sao có hai, có cả bốn công ty đều có cùng EPS hay là earning per share chẳng hạn. Nhưng mà cái con đường của họ đi nó rất là khác nhau. Bởi vì thế này, chỉ sau một vài năm thì đã có công ty chết luôn, có công ty nó đi vụt lên trên trời. Vì sao lại như vậy? Thì họ đánh giá rất là nhiều trong này. Một điểm khác mình đánh giá cực cao ở trong cuốn sách này đó là cái phần lời bình của Warren Buffett. Các bạn cũng chắc là cũng biết thừa Warren Buffett là ai rồi đúng không? Thì ông cũng có nói là by far the best book on investing ever written. Cuốn sách hay nhất về đầu tư đã từng được viết trong lịch sử chính là cuốn sách này, được nói bởi Warren Buffett. Và Warren Buffett chính là người đã làm cái lời bình, lời tựa ở mỗi một cái chương, hay là ở thi thoảng ở những cái trang sách ở trong cái chương đó. Và việc đọc cái lời bình đó nó khiến cho cái người đọc cảm thấy như kiểu là kể cả cái bộ não tốt đỉnh nhất về đầu tư là Benjamin này cũng đưa ra nhận định sai về tương lai, hay là kể cả trong đúng cái lúc đó luôn thì Warren chính là người đã phản biện lại. Vì vậy nên khi chúng ta đọc chúng ta sẽ có một cái sự gọi là gì, khách quan nhất định khi chúng ta đọc cuốn sách này. Tuy nhiên, again, thì mình sẽ lại phải nói về cái phần chưa được của cuốn sách này, đúng không? Cuốn sách này có mấy cái điểm chưa được như thế này. Thứ nhất, nó là nó được viết vào cái thập niên 1970 và được Warren Buffett sửa đổi dần dần vào và update nó là lần gần nhất là đầu những năm 2000 gì đó. Tuy nhiên là cái ví dụ cuốn sách này nó vẫn như rất nhiều ví dụ, vẫn rất nhiều những cái cách sử dụng, cách ứng dụng cuốn sách này nói ra nó không còn hợp lý nữa. Tuy nhiên, cái quan trọng nhất của sách này đưa đến cho các bạn nó là một cái tâm lý, cái tư duy khi mà chúng ta bước vào thị trường chứng khoán thì cái đấy sẽ không bao giờ thay đổi. Thứ hai nghĩa là cái thông tin của cuốn sách này đưa ra ấy, nó hợp lý hơn đối với một nhà đầu tư ở bên Mỹ ấy, hay là một quỹ đầu tư bên Mỹ hơn là một nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam. Bởi vì rất là nhiều những cái thông tin như kiểu là cách các bạn tính thuế này không thể áp dụng được, đúng không? Cách các bạn đầu tư trái phiếu nếu chúng ta là nhà đầu tư cá nhân cũng rất là khó áp dụng. Đó, rất nhiều những cái thông tin khác nữa, hay là những cái trang web, hay là những cái cách để họ có thể chọn ra được một danh mục đầu tư tốt, hay làm thế nào để chọn được một cái ETF về real estate chẳng hạn. Có thể ở Việt Nam chúng ta cũng không có những cái đấy để mà chúng ta áp dụng nó luôn, nên là nhiều cái chúng ta đọc để biết mà thôi. Cái điểm thứ ba đó là cuốn sách này rất là nặng về lý thuyết tài chính, mà nếu mà bạn mà không có một cái nền tảng vững chắc hay là biết một chút ấy, về cách đọc báo cáo tài chính về thị trường chứng khoán thì có thể các bạn đọc các bạn không hiểu gì được đâu. Hay là như trong cái trang 283 trước mình đọc đến ấy, thì ông có viết như thế này:
The emphasis in the present book is on principles and attitudes rather than on information and description. Nghĩa là cái cuốn sách này nó nhấn mạnh về dạy cho các bạn cái nguyên tắc đầu tư và cái thái độ các bạn khi các bạn bước về thị trường đầu tư, hơn là việc là đưa cho các bạn lý thuyết, thông tin hay là những cái mô tả của việc là tại sao lại dùng chỉ tiêu này, chỉ tiêu kia như thế nào. Vì vậy nên là cái việc mà các bạn phải trang bị cho mình một chút kiến thức về tài chính trước khi đọc cuốn sách này là cần thiết. Tuy vậy thì mình nghĩ là đây là bản tiếng Anh ấy, thì đọc nó sẽ rất là khó hiểu nhá. Mình khuyên là các bạn nếu mà không kiến thức về tài chính thì đừng đọc bản tiếng Anh. Nhưng mà maybe các bạn đọc bản tiếng Việt thì các bạn có thể rút ra được cái điều gì đó đấy tốt cho mình. Bởi vì là dù gì thì cái trường phái đầu tư của Benjamin hay là của Warren Buffett, nó là đầu tư giá trị, value investing, thì nó đi ngược lại rất nhiều trường phái đầu tư của các bạn hay là của những người Việt Nam mình. Đó là đầu cơ chứ không phải đầu tư. Đấy, đó là chúng ta chỉ ăn thua thôi chứ không phải là chúng ta thực sự đầu tư. Vì vậy nên là khi các bạn đọc cuốn sách này, có thể là các bạn sẽ học được thêm rất là nhiều thứ hay ho đấy nhá. Và mình nghĩ là nó sẽ không phù hợp với cả nhiều người đang đầu cơ bây giờ Việt Nam đâu, vì chắc chắn các bạn đọc cuốn sách này các bạn sẽ không nghe đâu. Ok, thứ ba là một ứng dụng. Ứng dụng này có tên là Instapaper. Ứng dụng này có trên iPhone, có trên điện thoại, có trên máy tính bảng, có trên laptop. Và cái nó làm được chúng ta là gì? Rất đơn giản thôi. Mỗi khi các bạn gặp phải một cái bài báo hay, một cái article mà các bạn có thể lướt Facebook thì chẳng hạn, thấy các bạn bè của mình share những cái bài báo hay này, hay là lướt lên trên mạng, đọc những cái báo mạng đi, thì chúng ta thường hay làm gì? Đối với mình ấy thì mà ở trên Facebook thì mình hay dùng cái tính năng save. Ở trên Facebook thì mình thực sự không bao giờ mình mở cái save ra để mình đọc lại luôn. Hay là đọc những cái bài báo hay ở trên mạng thì mình cứ hay copy về note ấy. Nhưng mình cũng ít khi mình mở ra, bởi vì cũng không biết là bao giờ đến lúc mình mở ra thì mình chẳng muốn đọc nữa. Chẳng hạn thì từ lúc mình cài cái Instapaper này thì nó giải quyết được cho mình cái vấn đề đó. Mỗi khi mình cần đọc một bài báo hay ấy, thì mình sẽ đưa nó về cái app Instapaper này và nó sẽ download cái bài báo đó cho mình. Và khi nào mình cần ấy, mình có thể không cần mạng cũng được, mình chỉ cần mở ứng dụng ra và đọc những bài báo đó thôi. Nó rất là hay cái điểm đó, và cách sử dụng nó rất là dễ. Mình sẽ cho các bạn xem luôn. Nếu mà các bạn gặp một bài báo hay ở trên máy tính ấy, thì các bạn có thể ấn vào nút share. Đấy, sau đó chọn Instapaper. Sau đó thì Instapaper nó sẽ save cái bài báo này về ứng dụng đó. Các bạn chỉ cần quay lại ứng dụng, refresh là có thể thấy là, chờ một chút này, đấy là có thể thấy là cái bài báo nó được download về đây. Và các bạn đã được download sẵn rồi, chúng ta chỉ cần đọc thôi. Đó, nên là cái cách hoạt động của ứng dụng này rất là dễ hiểu và dễ làm. Đấy, các bạn có thể xem ở trên điện thoại nữa, nó cũng download ngay về điện thoại luôn cho các bạn. Đấy, ứng dụng rất là dễ hiểu thôi, và mình thấy là từ lúc mình sử dụng nó thì nó giúp cho mình rất nhiều trong việc là quản lý những cái bài báo mình đang đọc. Ok, trời đang bắt đầu mưa rồi, mình thấy những hạt mưa rồi, nên là video này mình sẽ chỉ là làm ngắn gọn thế thôi. Hy vọng là nó có thể giúp cho bạn được cái điều gì đó. Nếu mà thấy hay thì hãy like, subscribe nha. Chào tạm biệt các bạn. Mình phải chào ngay lập tức trước khi là nó đang đổ mưa rào và các bạn sẽ không nghe tiếng của mình nữa đâu. Bye bye.